6 tỷ chuẩn luôn. Ui, ngày xưa phải đi thi siêu trí tuệ mới đúng. Quá là chuẩn luôn ạ. Giữ lại top 20 em ơi. Đấy, tính nhanh như thế mà. Chuẩn em ơi, ma che xín 70 tỷ con kẹt. Ê, đừng lừa tôi. Chứ ông mặt ma che xín như kiểu sắp khóc vậy. Hết tiền chưa nhở? Đủ hết tiền chưa anh em? Ui, 1650. Ủa ôi, 123 tỷ. Như thế là gọi là vị chi là khoảng tầm 250 tỷ đấy. Nhiều nhờ. Chỗ này là 450 vòng anh em ơi. Wow. Mở gói gì trước đây anh em ơi? Mở gói gì đây? Trời ơi, nhiều quá. À đây, mở cái này đi. Mở cái này đi. Trời ơi, tiền người ta mà anh em. Tất nhiên mình nhìn tiền của người ta bao giờ mình chẳng có ước. Trời ra na bát thế này. Ôi trời ơi. Ô con Kai Harvest là mùa này em. Mùa này cộng 7 à. Số 9 tiền đạo. Ui, đó là Erling Haaland. Trời ơi, 4 tỷ 6. Con này ngon lắm nè. Ui, nó chỉ ở mặt mình à. Hôm qua, hôm trước tôi test rồi con này. Tôi cảm giác trong con này so với Ronaldo với Mbappe, con này đá đỉnh nhất luôn á. Nó chiếm hết spotlight luôn. Mình đá với Tú, mình đéo thể bắt được con Erling Haaland này luôn. Nó chạy như một con trâu vậy. Ôi trời ơi. Số 10 à. Harry Kane 4 tỷ 6. Ui sao mở ngon đấy. Nãy tôi ra con gì ấy nhở? Ô mèo anh em ơi. Kệ. Chơi thôi, cứ chơi anh em ơi. Đấy, một kèo chất lượng này. Số 5 tuyển Pháp. Tám chín xa kho. Cảm ơn Parker Tây Quy nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Gì đây? Nói ngôn ngữ gì vậy? Trời ơi. Xin quả nhạc nào, xin quả nhạc nào. Bóc ba nhìn lạ quá công ơi. Bóc ba là nhìn chưa quen. Pha Bregat GR. Tiếp nào. Uầy. Ôi 16 tỷ 2. Cái gói này nó ngon thề. Nhưng mà được đúng một con nhỉ. Cay. Rồi, con tiếp theo trong clip cộng 6 của chúng ta. Đó là Sadio Mane. Khó đấy anh em ạ, để ra là hàng cộng 6 ngon này. Phải có nhân phẩm khá là tốt đấy chứ. Đen nhỉ, quả Figo ban nãy tôi tưởng cộng 6 rồi cơ. Mở một cho nó tròn số cái đã. Ui, Van Gogh. Trời ơi, sao người nó nhìn giống Van Gogh thế? Cay. Trời ơi. Van Long à, Van Dông. Thề đéo hiểu sao luôn à. Ôi trời ơi, xin đấy. Đấy rồi.
bé vậy? 107 thôi à? Cũng được nè. 7940. Úi dồi ôi, sao này như kiểu mà sao được có một con lại cho em hai con ngon đi xem nào. Meta mới là ZD. Meta mới này ông nào mà đá đổ bê tông khó chịu lắm. Nào tiếp này. Ê giời ơi, xin con ngon nào. 110 đây rồi. Viva cộng 6 chắc chắn luôn. Cảm ơn Minh nhá. Ui mấy kèo đấy là hơi khó ấy mà, tại vì các bạn ấy gửi kèo mở thẻ nhiều lắm. Thế là anh chưa chắc đâu nhá, em cứ gửi đi, nếu mà anh rảnh anh vào được cho em nhé. Ơ mọi người cười gì vậy? Mọi người cười gì vậy? Ơ kìa, sao mọi người lại cười nhỉ? Trời sao luôn đấy. Chuyển nước thôi đấy. Người tôi mệt quá. Sao tự nhiên người tôi mệt nhỉ? Kiểu nó vừa có cái gì nó bịp bịp bây giờ ấy. Cái gì nó bịp bịp. Mệt vãi nồi ạ. Thề đéo hiểu xưa. Cái gì này, ông ba bèng là chi cha đi tô. Xin mày đấy. Ôi trời ơi, con cút luôn. Giờ mở gói gì đấy các bạn ơi. TT à? Ờ, TT đi. Ba gói ôn thì thôi cứ mở từ từ, bình tĩnh. Ra hàng ngon ngay. Đấy, tơ ít. Bao nhiêu? Chắc phải 9 tỷ. 16 tỷ. Trời ơi, ta nói là mở gói ôn nó cũng ngon. Bàn tay đâu là sờ đâu lên đó. Số 18. Ui, Chipu auto phát à? Trời ơi, ra nốt con Mbappé nào. Có Chipu là Zidu là phải có Mbappé. Không thể lệch được. Lệch làm sao được. Số 7 chắc chắn là Mbappé rồi. Nhưng không, đó là cái gì nhỉ? Ai sơn luôn. Nhìn cũng giống Mbappé ấy chứ. Đấy. Đấy. Nhìn y hệt luôn. Trời ơi. Ba gói ôn à? Đâu, icon ôn là phải có bài nhạc của icon ôn nhá. Trời. Nghe âm nhạc đã biết là một trong ba con sẽ là một con rất kinh khủng, và một con rất chất lượng, và một con trung bình. Ba cơ hội. Đây, tên đầu tiên này tôi sẽ đoán là một con trung bình khoảng tầm 108. Đây, bình tĩnh nha. Đây là sẽ là kèo gì đây? Số 8. Ui đây là con trung bình 107. Gennaro Gattuso, tê giác của AC Milan. Đấy, đây là con trung bình rồi. Đây là con trung bình. Mẹ nhìn dáng tưởng Bazzo không ạ? Nào, tiếp nào. Đây sẽ là một con kinh khủng hay là một con siêu khủng nào? Số 20, Oliver Bierhoff. Kèo này con nạn chắc là bịp bịp nhỉ? Chẳng nhẽ bây giờ ra con cùi nữa? Không, 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 không thể nào được. Ba con kiểu gì cũng phải có một con ngon. Không ai hay tắm hai lần trên một dòng sông nữa đâu các ông ơi. Số 10, Liker. Liker 108, thế con siêu khủng của em đâu? Thế là hai trung bình, gọi là hai trung bình một non non. Đéo con nào ngon, con nào đéo con nào cùi hẳn. Thiếu cái gì nhỉ? Thiếu cái gì đấy? Tôi cảm giác vẫn thiếu một cái gì đấy nữa. Vẫn còn chưa hài lòng lắm nữa. Ô kìa, ấy Sancho đây rồi. Tân binh của Manchester United. Cầu thủ sẽ mang cho mình trọng trách gánh cánh phải bên chỗ lờ đúc. Wow, thần tượng xem. Rashford lờ đúc, Mason Greenwood ST, gia đình Sancho lờ đúc. Ui, đúng bộ ba tuyển Anh luôn các ông ạ. Bên cam là Bruno Fernandes, CM là Bruno Fernandes, Pogba, CDM là thằng đéo rồi. Cảm giác Fred, cảm giác kiểu
cứ thiếu một ông nào trụ trụ tốt để phong ba đá thề. À quên, Scott McTominay, đúng rồi, tôi cứ quên nhở. Quên. Ui, chỗ này thì thôi rồi. Cảm giác tôi thiếu một cái anh chàng tốc độ, kỹ thuật. Một anh chàng chạy rất nhanh. Gì đó mà của Tây Ban Nha anh em ạ. Siêu tiền đạo. Ui trời ơi, lại là của tiền Pháp luôn. Ui, chính là thằng Greeny có duyên với anh Henry phết đấy chứ. Mấy con em gì nick mày đấy Greeny ơi. Ôi trời ơi, đó là Thierry Henry. Marc Sancho giờ mệt phết đấy em ơi. Uầy, nhảy kèo thôi chứ không anh em lại, anh em khác lại đợi khá là lâu. Anh chốt mở nó nốt lít này nhá Greeny nhá. 17 Kevin De Bruyne. Ui giời ơi, 20 tỷ. Nhìn nó chớp mắt kìa. Được giá thật sự. Broy MC. Ôi giời ơi. Ồ, Avaro cộng 6 ấy, chơi 7 luôn này. Thích con này lắm á. Con này phải, con Morata chỉ có mùa này ngon thôi. Maldini. Ui giời ơi, nhiều Chelsea ấy này. Trời ơi, mở nó cứ dễ không ạ.